Hôm qua, thì Công an huyện Ea Hờ Leo cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi chở gỗ lậu. Trước đó, tại thị trấn Ea Răng, huyện Ea Hờ Leo, chiếc xe tải mang biển số 65C-06377 có biểu hiện nghi vấn. Công an huyện Ea Hờ Leo đã kiểm tra và phát hiện trên thùng xe này chở hơn 32 mét khối gỗ bằng lăng thuộc nhóm 3 đã được xẻ thành phẩm lái xe là tăng quốc khánh ở phường an nghiêm quận ninh kiều thành phố cần thơ và phụ xe là nguyễn hà minh phương ở thị trấn eak huyện eak tỉnh đắk lắc đều không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên cả hai khai nhận đã chở thuê số gỗ trên từ huyện con rẫy tỉnh con tum đi thành phố buôn ma thuột với giá 10 triệu đồng cho một người phụ nữ không rõ lai lịch đến khi uh, đến huyện e hờ leo thì bị phát hiện bắt giữ Công an huyện Ea H'leo cũng đã tạm giữ chiếc xe phương tiện cùng trên 32 mét khối gỗ tan vật để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đối tượng chủ gỗ để xử lý theo pháp luật.